Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với map thi đấu thứ hai, map thi đấu The Nook. Và chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh của map Nook ngay bây giờ thôi. Xuất phát ở bên phía City Side, chắc chắn The rồi second sẽ map là in this series. Để xem nào. Nếu lợi thế được vào City Side trước thì Fnatic có tạo cho mình một cái cách biệt an toàn. Khi chuyển sang City Side không phải quá lo lắng hay không đây. Đây rồi, đẩy hai người ra đứng ở khu vực mini. Brolin muốn đẩy ra outside. Brolin có một góc kê đẹp, phát hiện vị trí của một người bên phía Face Clan ở khu vực outside rồi. Smoke trả ra che đi phía mặt của Brolin, nhưng từ từ đã nào, anh ta sẽ phải lẩn trong quả smoke này thôi. Golden trên tower sẽ bắn back up lại xong. Đồng đội mình như Red có và Golden Red có double kill rồi. Raw Pistol đang trôi khỏi tầm tay các thành viên Fnatic hơi xa nha. Chính xác là như vậy rồi. Và bên phía của team Fnatic có lẽ là họ sẽ để thua round thi đấu này thôi. Hơi khó. FaZe Clan thì vẫn là một team bắn T-side, nhưng thi đấu này khá là ổn. Tỷ số sẽ là 1-0 dành cho bên phía của FaZe Clan. Flusha 1v4. Bây giờ mà clutch được thì tôi sẽ sao là đối luôn. Nhưng không được rồi. Khó lắm bạn ạ. 1-0 cho FaZe Clan. Rain bắn toàn mặt. Không có Rain thì có lẽ là FaZe Clan họ đã không thể thắng trong round thi đấu vừa rồi. Không còn có Rain là FaZe Clan phải rên đấy. Đây sẽ là full buy đến từ cả hai team luôn. CZ75, Deagle, Scout. Một khẩu Mark 7 trên tay của Brolin. Hải Phòng là mình không lòng vòng. Chơi bạn đây. Chơi ló luôn bạn đây. Nào. Một tình huống set by smoke cắt đôi khu vực outside và sẽ tràn xuống khu vực secret một cách rất dễ dàng thôi. Crimson cũng đang quẩy ở trong khu vực Gara. Sao anh em lại bảo là pick map cho nhau là thật? Map trước Fnatic họ ăn map pick của họ mà. Đây là map của Clan. Golden đổi 1, Golden đổi 2. Khẩu shotgun đã ra đi rồi. JW và Flusha toàn bắn vào mặt. Round thi đấu này Fnatic bắn chỉ mặt thôi. Only headshot dành cho Fnatic. Và bây giờ thì cấu sẽ ra mặt đầu. Vâng, giơ mặt ra đây. Căm. Căm sâu do fake. Vâng. Come to your face. Đây rồi. Cấu sẽ ra xuất hiện. Các thành viên ở bên phía Fnatic họ đang bắt đầu ra chưa? Đây rồi, ra rồi, ra rồi, ra rồi. Và đó là mặt của Kozera. Bắn 5 cái mồm ở trong round thi đấu này. Và round thi đấu đã kết thúc với tỷ số 1 đều nghiêng thuộc về Fnatic. 4 giờ sáng rồi. Và vẫn còn đó là hơn khoảng 1.700 anh em đang theo dõi. Và trận đấu này có lẽ sẽ chỉ là một trận đấu mà Fnatic họ có một tinh thần thoải mái. Còn với FaZe Clan, nó sẽ là cực kỳ căng kèo. Họ đã thua ở map pick của các thành viên Fnatic rồi. Đến bây giờ thì khả năng là họ sẽ phải thắng map pick của chính mình. Nhưng mà JW vừa headshot thành công lên vị trí của Nicole. Với chỉ những khẩu lục này sẽ rất khó. Ôi giời ơi, bây giờ thì chỉ làm bia tập bắn cho các thành viên của Fnatic mà thôi. Câu Zera đổi một, câu Zera bị nướng chín rồi. Chín Flusha hẳn luôn chứ còn không có sống tí nào đâu. Flusha vẫn làm 2 trên 95. Bây giờ thì thôi xong rồi. KTB headshot JW. Và giờ thì vị trí của Brocky yếu máu. Nhưng ở trong đây thì vẫn là Hải Phòng, mình cũng không thích lòng vòng. Xuống ven mình đơm luôn thôi. Đó là 2-1. Và giờ thì FaZe Clan sẽ đối mặt với một round thi đấu yếu tiền. Brolin có vẻ là rất thích bắn shotgun. Lửa nướng chín các thành viên của bên phía FaZe Clan. Và đây sẽ là round thi đấu eco trắng của thành viên FaZe. Sẽ là một round thắng dễ dàng cho các thành viên Fnatic mà thôi. 3-1. Và nếu như round sau FaZe Clan thua thì sẽ là thậm chí là 5-1. Vâng, wow, round đấu diễn ra rất nhanh. JW còn tiết kiệm cơ bạn ạ.
kẹp ngân để lên ốp đuổi bắt luôn. Đây là JW, mở cửa ra, đâm luôn. Ôi, không đặt được bom rồi. Và đó là 1-3 đến từ các thành viên bên phía team Fnatic. FaZe Clan họ chỉ ăn duy nhất cái piston thôi. Và Fnatic thì họ đã dẫn trước 3 round đấu rồi. Key round xuất hiện. Lượng tiền không phải là quá nhiều trên người các thành viên của FaZe Clan. Với lượng bom mìn của họ chắc chắn rồi sẽ thua thiệt hơn các thành viên của Fnatic. Có ốp trên tay của JW. Map này là map đấu City Side nên tôi nghĩ rằng là Fnatic vẫn sẽ thắng tỷ số 16-11 ở bên phía City Side. Sẽ y hệt như map trước thôi. Đúng là như vậy. JW đơm được vị trí Nico, đơm luôn cả Rain rồi. Nào, bây giờ đến lượt Golden. Nhưng quyết định là back way. FaZe Clan vẫn chưa đơm được ai. Trời ơi, lại là JW đơm đi Nico ra. Tiếp tục đuổi bắt rồi. Proki hạ gục đi Fusha. Và rồi đơm, ôi ôi. Nào, đơm, ôi ôi. Đấy rồi, ôi ôi. Vẫn chưa được gì. Đâm. Ui ôi, vẫn bị chết ông Golden ạ. Bí quá. Tình huống quẩy là khá dẻo đến từ câu Zera. Nên thì làm như vậy là hết sức rồi. Khả năng sẽ là 5-1. Với lượng tiền như này thì sẽ là 5-1 thôi. Vâng. JW cười rồi. Rất thoải mái mà thôi. Không có vấn đề gì phải quá căng thẳng cả. Vâng, vẫn sẽ là bài smoke quen thuộc để cắt đôi khu vực outside. Mình spam qua smoke và golden của JW, mỗi người có một mạng rồi. Flatsha vẫn giữ cho mình đó là khu vực bom side B rất chắc chắn. Liệu Brokey và Nico có làm được gì hay không đây? 5-1 thôi. Bắn như thế này mà chẳng lẽ đội Fnatic họ không thắng luôn được ư? Flusha kết thúc đi câu Zera. Phá đi trước cửa. Đó là hai khuôn mặt trơ trọi. FaZe Clan Nico đổi cho mình cái mạng của JW. Và góc đứng này thì Flusha hoàn toàn sẽ có thể đơm thêm được một mạng nữa. Lát đến ra rồi. Đây chỉ còn lại vị trí của Brokey thôi. Brokey đổi được thêm một đầu nào nữa hay không? Đây là Eco nên không mong chờ quá nhiều với Brokey. Đó là Brolin. 5-1 dành cho bên phía của team Fnatic. Vâng, rất nhanh chóng thôi. Họ chỉ thua đó là cái round Piston. Và bây giờ thì họ đã có được 5 round thi đấu đầu tiên rồi. Vâng, khuôn mặt của các thành viên bên phía Fnatic đã giãn ra rất nhiều. Round thi đấu thứ 7, đây là round thi đấu full buy dành cho cả hai team. Lượng tiền của Fnatic là rất nhiều, họ không việc gì phải lo lắng đến tiền cả. Trong khi đó FaZe Clan, đây sẽ là một key round của họ nữa. Khi mà lượng tiền của họ bây giờ là rất rất yếu. Borolan hạ gục đi được Kirby. Và quả C4 thì vẫn đang được vứt lại ở bên khu vực ngoài. Không, nhưng Brolin nghe được tiếng gì đó từ Brokey hay chưa? Đang đẩy rất nhiều góc đến các thành viên của Fnatic. Đấy, dâu nhất đây. Nhưng mà Brolin lại đổi được cái đầu của Nico mất rồi. 6-1 rồi bạn ạ. 6-1, tôi nghĩ là 6-1. Tôi nghĩ là 6-1 đấy. Lại hơn người đến từ Fnatic rồi. Và thật sự là Fnatic họ đang đè hoàn toàn FaZe Clan ở trong chính map pick của họ. Khó quá. Đồ thì vẫn còn đấy. Phải làm sao đây? Nhưng câu Zera hạ cùng đi Golden rồi. GrimZ liệu có phát hiện ra được vị trí của câu Zera hay không? Đây GrimZ muốn bỏ qua quả smoke này hay không? Vẫn kề sau quả smoke rất trì đến từ câu Zera. Và Brokey cũng đang ở gần khu vực này rồi. Sẽ đẩy ra từ Grim Z và đôi những Grim Z lô vị trí. Grim Z vẫn đi vào mình được Flusha lấy được mạng cầu Zera. Và tình huống bây giờ vẫn là 2v2. Rain đang ở trên tường tower. Rain không lấy được mạng quái cả. Bây giờ thì chỉ còn lại một mình đó là Brokey mà thôi. Brokey 1v2 và hơn cơ hội dành cho Brokey bây giờ là rất còn ít. Khi mà anh ta chỉ còn 20 HP mà thôi. Sẽ làm một tiếng đuổi bắt vào khu vực bom sai. Mở cửa lộ rồi và bây giờ Flusha lấy được mạng của Brokey. Round thứ 6 thì Fnatic thậm chí là không đạt được bom. Lượng tiểu FaZe Clan như thế này
có lẽ là sẽ vẫn mua được nhưng sẽ rất yếu bom mìn. Hát bài thôi. Một quyết định chuẩn xác của thành viên FaZe Clan. Round thi đấu thứ 8 và chưa gì thì Brolin đã yếu máu rồi. Tăng vào bóng xe tới các thành viên của FaZe Clan và đổi một đến từ CreamZ. Brolin cũng vậy, CreamZ đổi hai cũng sẽ phải nằm xuống. Nico có double kill với khẩu P50 rồi. Ồ, sẽ là một round thắng cho FaZe Clan. Ừ, nhưng Nico chỉ còn cho mình 19 HP mà thôi. 2v2 lợi thế hơn. Lợi thế hơn về máu đến từ các thành viên của Fnatic. Nico kê rồi, solo em nhưng Flasha bắn tốt hơn, bắn thẳng bồm Nico một mình. Câu ra tôi nghĩ là không có cơ hội nào đâu, sẽ nhặt được quả C4 này thôi. Nhưng ở khu vực outside đang có người. Câu Zera phải xử lý trong một tình huống 1v2. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một tình huống xử lý hơi vất vả. Vẫn rất bình tĩnh để fake một nhịp. Bắt đầu đặt bom rồi. Đây là một round thi đấu half buy thôi. Và Câu Zera đổi góc chơi. Nhưng đó là Golden. Và round thắng thứ 7 dành cho bên phía team Fnatic. Tỷ số là 7-1. Với việc đặt được bom như thế này thì ở round thi đấu sau FaZe Clan sẽ có một lượng kinh tế đủ để họ có thể up op. Khó thở quá. Round thi đấu trước thì dẫn 10 năm ở bên phía CD side, T side. Dẫn 10 năm bên phía CD side nhưng sang bên phía T side thì các thành viên FaZe Clan không thể làm gì ở map thi đấu Inferno cả. Và ở map thi đấu này, họ thi đấu bên phía T side trước và đang bị dẫn với tỷ số đó là 7-1. Hãy cùng chờ đợi xem nào. Khi các thành viên của bên phía team FaZe Clan, họ đang cố gắng để mang về thêm một round đầu nữa ở bên phía T side. Thật sự thì map thi đấu lúc này bắn ở T-side cũng là dễ hiểu thôi. Khéo tí nữa Fnatic sang bắn T-side cũng không khác gì FaZe Clan đâu. Cá nhân tôi nghĩ sẽ là như vậy. Nhưng để có thể comeback được như thế thì FaZe Clan nên làm gì đó ngay đi. Nếu như họ thua quá sâu bên T-side thì sang CT cũng sẽ rất khó để comeback. Vâng, xét trả rất nhiều đồ khu vực outside. Vẫn chưa lộ ra đấy có đồng cả những lộ vị trí từ Nico rồi. Lại bị lấy cái mạng của mình đến từ Golden. Khó cho FaZe Clan rồi. Tham mình chỉ còn 50 giây nữa thôi. Flasha vẫn đang giữ khu vực secret này. Lộ vị trí từ Flasha rồi. Nhưng lấy được cái mạng Conera. Ren đổi được mạng Flasha. Quả phát trả ra quá cháo một gôn đơn hạ của đối mạng của Rain. Cơ hội dành cho FaZe Clan hầu như là không còn nữa rồi. 4v2 và đã lộ quả C4 rơi ở khu vực outside A-Long. Diệp Lưu đẩy lên với khẩu ông của mình. Và nếu Kia Bi và Vroki không quay lại thì rất có thể sẽ mất cái mạng của mình. Rất khó chịu. Nhưng mà đó là Golden và CreamZ xuất hiện kịp thời. Round thắng thứ 8 dành cho bên phía Fnatic và đây vẫn sẽ là round thi đấu full buy được đến từ các thành viên của bên phía team FaZe Clan. FaZe Clan họ đang thua liên tục 8 round thi đấu rồi. Chính xác. Một bộ mặt quá bạc nhược. Tôi cần một round thắng. Round thắng dành cho bên phía của team FaZe Clan. FaZe Clan họ cần phải cắt đi cái chuỗi thắng liên tục của các thành viên phía Fnatic. Nico có vẻ đang rất hoảng loạn rồi. Phi lao đến từ vị trí của ADV FaZe Clan và Rain có được bảo Golden rồi. Tình huống bây giờ là 4v5 nhưng CreamZ đổi rất nhẹ bảo kia bị Brolin lấy được bảo Brolin sau khi Rain lấy được bảo CreamZ. Brolin cũng phải nằm xuống bảo Nico. 2v2 và Nico bắt tốt. Cơ hội để có được round thắng thứ 2 dành cho FaZe Clan ở trong bát đấu lúc này. Zep Liu liệu có xử lý để có thể có một tình huống clutch 1v2 không đây?
Đây rồi, Zep lưu lộ vị trí và Nico hạ cùng đi mạng của Zep lưu ra thằng thứ hai cho Face Clan. Chắc chắn rồi. 28, tôi đã mong chờ cái điều này từ bao lâu nay. Và giờ thì Face Clan họ mới thực hiện được điều đó. Cắt được chuỗi thắng liên tiếp của các thành viên Fnatic rồi. Và bây giờ thì Flasha giữ cho mình đó là khu grab. Flasha chỉ đổi được một mà thôi. Dưới khu vực bom site B bây giờ nó hoàn toàn clear. Sẽ chiếm được bom site B một cách dễ dàng giữa các thành viên Face Clan và retake đến từ các thành viên của Fnatic. Bom sẽ là thành công một thôi. Brolin đang đẩy xuống ven. Và ở đây có ai giữ lại không đây? Vẫn chưa chiếm khu vực bom site B. Trong bom site thì bây giờ đang có vị trí đó là của Brolin đẩy xuống ở khu vực ram. Brolin bị che đi tầm nhìn của mình rồi. Quả lửa trả ra chặn được đi cái tầm nhìn và cái khả năng di chuyển của Brolin một chút. Rất nhiều đồ trả vào. Và Zep Liu lấy được cái bằng Nico rồi. Có retake được đến từ các thành viên của Fnatic hay không đây? Golden sẽ gặp Grim. Câu ra đổi được các bạn. Golden câu ra phải đổi nốt bằng Grim thì mới thắng được. Nhưng Rocky và Ren mỗi người đổi một, hơi khó cho vị trí Grim và chắc chắn sẽ là thằng thứ ba trong Face Clan mà thôi. Một chút gì đó nhẹ nhẹ comeback lại để có thể có được một cái lợi thế về mặt tinh thần cho Face Clan. Những lượng tiền của Fnatic thì vẫn còn đủ để full buy trong round thi đấu này. Liệu có hay không đây? Khi mà các thành viên của bên phía team Fnatic họ đang khá là lấn át rồi. Đây sẽ là một round đấu mà bên phía của team Face Clan ép đối phương khá khá yếu tiền. KGB đã vào được bom sai rồi nhưng làm cú check không tốt và Brolin Golden đổi hai. Câu Zera còn bị Brolin thì uống được về là 2v3. Giờ cả hai cùng tràn vào một lúc khó cho Brocky rồi. Brocky đổi một đầu. Brocky tôi vẫn hay quen với những huống xử lý 1v3 v4 nha, nhưng đã bị đuổi ngay đằng sau lưng, đó là vị trí của Golden. Brocky bò ngược vào và đây là cái đầu cho Brocky. 1v1 thì Brocky lại bò lên bom xe A. Vâng, như vậy thì Russia đang di chuyển từ khúc bom xe A lên Heaven. Bắt đầu sẽ có những tiếng leo trèo cầu thang, tiếng lộ ra là rất nhanh chóng. Brocky sẽ trả phúc để xử lý nhưng mà quả nết giữa đầu của Brocky. 9-3 dành cho các thành viên của bên phía team Fnatic. Và thôi anh ơi, em xin các anh đây. Hôm trước cũng có một team làm như thế này các anh ạ. Đó là team hình như là Complex City thì phải. Không, đó là team Heroic. Trong trận đấu gặp Ago, họ sấy xác và sau đó họ thua. Sấy xác thì là... Rao sau thua rồi. Rao sau thua chắc luôn. Đặc sản của Fnatic là sấy xác mà. Một quả nết kìa. Hãy nhìn xác của Brocky đi. Khác gì Stephen Curry ném 3 đâu. Rất chuẩn xác. Sấy xác là lúc này Fnatic thua rồi. Tin tôi đi các ông ơi. Tâm linh không đùa được đâu. Đây rồi. Một round thi đấu full buy của cả hai team. Và nó cũng là một key round. Fnatic đang bắt đầu yếu tiền rồi. Và KGB đã xuống được khu bom site 7. Roland đã phải bắn cho mình là không sót gắt rồi. Flasha đổi một, Ren đổi được mạng Flasha. Phi rất nhanh, Zep Liu kẹp chéo với khẩu ốp ở đây nhưng đã bị đẩy về bằng quả lửa đây rồi. Sẽ chiến bóng sang bên, một bóng sang bên hoàn toàn clear. Golden hạ cùng Nico hơn người dành cho thành viên Fnatic. Nhưng tôi nghĩ sẽ vẫn là một round thắng dành cho Face Clan vì đã sấy xác từ thành viên Fnatic rồi. Rất có thấy hơi khó. Nhưng mà hãy cùng xem nào, quan trọng là KGB đang đứng một góc đứng mà tôi nghĩ rằng là đối phương sẽ hơi vội để check ở đây rồi. Một free fire nhưng mà KGB có cho mình double kill. Và giờ thì KGB đằng sau lưng vẫn còn người và đó là Brolin. Quyết định của bên phía team Fnatic sẽ cố gắng để cứu quả bom này thôi. Và vừa sấy xác xong thì khả năng là Face Clan sẽ lên với con số 4.
Nào, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. FaZe Clan nếu như xử lý được trong tình huống này thì có lẽ là họ nên sấy ngược lại. Vâng, Green Z headshot đến vị trí của Rain rồi. Và giờ thì Kozera xử lý đây rồi, nhưng mà thời gian không đủ. Và Green Z ra đi. 4-9 dành cho các thành viên của bên phía team FaZe Clan. Rất may mắn là Green Z không chết. Không, ý tôi ra đi tức là Green Z chạy đi. Chứ còn đừng ra đi. Còn quả bom đấy mà chạy kịp lên trên đầu thì không chết. Hay. Hơi bị... mà bạn đứng trên đầu là bạn chết nhá. Game hơi phản vật lý một tí. Đây sẽ là Fog Bay luôn. Liệu có thắng được ra Fog Bay từ thành viên Fnatic hay không đây? Họ vẫn có khẩu AK chơi Grim Z nha. Láo đến từ thành viên Fnatic rồi. Quả flash trắng quá vào đây rồi. Mi láo chúng tôi này. ZW và Flasha đổi hai Green Z với quả nết này đổi được mạng Kirby. Trong khi đó thì rất nhiều mạng các thành viên Fnatic cũng đã làm, như bây giờ là 3v1. Một mình Brokey. Tấu hài đến từ các thành viên của FaZe Clan rồi. Vừa thắng được một round thì ngay lập tức là một round phi lao. Đây rồi, Brokey ơi, đó là cái đầu dành cho Brokey. Nhưng bắt đầu khó rồi. Đối phương còn lửa, rồi lửa đây xong smoke đầu kia thì có mà nhìn bằng rời. Nào, chúng ta hãy cùng xem Brokey xử lý khá là trắng và... Brokey lại xây lỗi và đó là 14 dành cho bên phía của team Fnatic. Đặt được bom nhưng yếu tiền thì khả năng sẽ là 11-4 nha. FaZe Clan ở lần lớp sang này họ thua hai cái bóc bài rồi. Thi đấu cuối cùng của lượt first half và chỉ có một khẩu Galen cùng với đó là một khẩu Mark 10 của trên người các thành viên FaZe Clan mà thôi. Cơ hội nào cho họ đây? Đây rồi, Rain vào trong bom sai được và Rain hạ với mạng Roland, nhưng có lẽ Rain sẽ nằm sớm thôi. Đang spam qua smoke đến từ các thành viên của Fnatic. Quả lửa trả ra. Nico vẫn đang có cho mình vị trí đẹp và Nico vào bom Golden rồi. Liệu có phải là round thắng thứ 5 dành cho FaZe Clan hay không đây? Flasha có double kill rồi. C4 đã rơi ở trong khu vực nhà nhỏ và liệu có làm gì được đến từ đại biểu FaZe Clan không đây? Có AK chơi Kirby rồi. Brokey phải làm tốt. Brokey có hạ đi được ZW không đây, nhưng ZW tinh quái hơn. Kirby hạ cô đi Flasha 2v2, cơ hội là vẫn còn dành cho FaZe Clan nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Vẫn còn rất nhiều. Nhưng C4 thì rơi ở một cái góc rất sâu. Kirby phải hạ đi được cái mạng của Grim Z thì mới có thể đục vào bom sai được. Nhưng liệu Kirby có chết không đây? ZW đang giữ vực Heaven rất chi. Rất khó để cho team FaZe Clan như là Fnatic đang sống sót cuối cùng trong tiếng 1v1. Nhưng giờ thì ôi ôi, một quả lửa không có gì để dập cả. Và bây giờ thì Kirby là JW xử lý tinh quái hơn. 11-4 dành cho các thành viên của bên phía team Fnatic ở lượt thi đấu first half. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút đến với lượt thi đấu second half nha anh em.
feel the same way I used to do. Every time I see you, I know the truth. Cause baby, every fucking time you've played me, you should know that I don't give a single fuck about you and your words. All the times you led to me, I took notes. I don't know what to say. I thought you loved me, but you ran away. I've been living in the shadows for a while. Demons calling me from the afterlife. Dark doesn't faze me anymore. I can see my tears into gold. Yeah, yeah. I don't care, no, I don't care. Yeah, yeah. I don't care, I said. Cause baby, I don't know what to say. I thought you loved me, but you ain't. I know people come and go away, away. Sun is low, that's my time to shine again, again. Cause baby, every fucking time you play me, you should know that I don't. Ay, push start, ay, ball so hard, ay, raise the bar, ay, turn into a star, ay, play my part, yeah, I ain't too far, I do it big, I keep it large, okay, live it up, cause it's fake, better give it up, young but I feel like I've seen enough, numbers going up, better keep it up, it's slowing down, better live it up, I ball too hard, ay, what, I ball too hard, ay, what, I ball too hard, ay, ay, I ball too hard, yeah. Killing your favorite rapper is bản nhạc du dương và Piston Round liệu có dành cho Face Clan để lên với con số 5 hay không. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ giây phút quan trọng nhất khi mà đội hình của bên phía Team Fnatic họ quyết định ép xuống khu vực bom site 7 và gửi bài tờ ở khu vực A long, đó chính là Crimson. Cần những tình huống bắn tốt hơn đến từ bên phía của team Face Clan. Ôi nhưng mà câu Zera yếu rồi, cứ nhìn là 10.000 thôi. Grim Z vẫn giữ cho mình đó là khu vực outside. Ôi long như Brokey đang đẩy được một Secret rồi. Flasha có mạng câu Zera. Lợi thế hơn người đang dành cho Fnatic và Grim Z phải nằm xuống dưới tay Brokey rồi. Brolin hạ được các bạn của Rain. Kirby, ôi chờ Kirby bắn lỗi quá. Có cho Kirby rồi, hết đạn và ôi quả réo nha, nhưng không được rồi. Kirby vẫn bị nằm xuống bởi cái mạng Golden. Brolin trừ 96 rồi mà anh ta không hạ được. Flasha đã nằm xuống bởi Brokey. Nhưng bây giờ là 2v3. Quả bom này đặt quá khó. Và sẽ ra thứ 12 cho Fnatic mà thôi. Face Clan đang bị bóp nghẹt hoàn toàn trong chính cái map pick của mình. Mười hai bốn, làm sao mà có thể cứu lại cái tỷ số một đều đây? Tôi nghĩ là không có cơ hội nào cho Face Clan cứu được một đều đâu. Cầm USP bắn như này thì thật sự là một người có mức rank tầm khoảng Nova như tôi bắn còn hay hơn. Cái pha vừa rồi kia bị bắn lục.
Và Kirby bây giờ lại còn muốn làm nghệ sĩ hài với cậu bác 7 này. Có thắng được Fogby đến từ FaceClan hay không đây? Khi đó chỉ là một khẩu Mark 7 cùng với một khẩu Scar. Khó rồi, Brolin lấy được mạng của Nico. Lại là lợi thế hơn người dành cho Fnatic. Đây rồi, bắn được chúng nhưng không thể nào lấy được cái mạng của Brolin. Đó là vị trí của Brokey. Tiếc quá, bắn vào đầu có phải có mạng không? Kirby với khẩu Mark 7 có được mạng Flasha rồi. Liệu khẩu shotgun này có đi chợ đấy không đây? Hơi khó với những khẩu súng nhỏ. Nhưng mà lượng máu của Brolin và Golden đều yếu. Quan trọng là thăm mình của ai đẹp hơn. Và Rain đã nhìn thấy điều gì đó rồi. Nhưng bây giờ thì ở trong garage vẫn còn người cơ. Báo info đã nhìn ngó lại. Nhưng giờ thì vị trí của Rain không được. Đó là Brolin. Tiếp tục là Kirby sóc vào mặt của JW. 2-3, Brolin đã có riêng cho mình triple kill rồi. Và bom sẽ được đặt thành công ở khu bom site 7. Vâng, chạy ra nhặt súng đổi súng Ritech thôi nào các thành viên của Face Clan ơi. Không, họ quyết định là không Ritech chắc. Quyết định là không Ritech rồi. Sẽ nhặt lại cho mình những khẩu súng của các thành viên Fnatic và sau đó sẽ là xếp súng thôi. Khẩu AK này sẽ là một tiền đề để cho Face Clan comeback trong round thi đấu sau nha. Bom sẽ nổ. Và sẽ là thắng thứ 13 dành cho thành viên Fnatic. Làm sao mà cứu lại được Face Clan đây? Duster Teacher Minh ơi. Khó quá. Khó thở quá. Đang là 14 rồi. 14-4 rồi. Đây là Eco rồi. Nhưng vẫn có khẩu AK. Để xem khẩu AK này sẽ làm được gì trong round thi đấu này. Khoảng cách là 9 round đấu. Một con số không phải đơn giản mà có thể làm được. Đến thời điểm hiện tại ở đây là 10 round đấu cơ thì Kirby lấy về lợi thế đầu tiên dành cho bên phía Face Clan. Bây giờ thì tiếp tục là Kirby. Một sự lựa chọn xuống khu vực Vander. JW đã chủ động lộ tiếng rồi. JW chạy góc rất cẩn thận. Còn với Rain, góc đứng ở trên khu vực mái nhà hát này liệu có lợi thế nào hay không? Với Kozera thậm chí còn đang cương skill. Đặt tầm rất rộng và bây giờ đó là bắn yếu. Nhưng một, ôi, hai rồi. Không có ba. Và tình huống đưa về là 2-2. Kirby cùng với đó, Rain có làm được hay không đây? Kirby ở dưới rồi. Đã cá thấy rồi, nhưng Kirby bắn lỗi. Brolin còn 22 HP. Thôi xong rồi, một mình Rain một khẩu DE. Bây giờ phải bắn vào mặt JW trước thì mới có thể thắng được. Và JW đẩy rồi. Ô, bắn vào mặt JW rồi. Và bây giờ thì Brolin chỉ còn 22 HP thôi. Ai sẽ là người mở cửa? Ai sẽ là người mở cửa đây? Có vẻ như Rain đã bị hack não. Rain nghĩ rằng đối phương đang quay ngược với A. Rain đang muốn lên ven. À không, Rain đã xuống cửa đơn rồi. Nhưng đối phương đang vòng lên A thật. Như vậy thì Brolin đang vòng lên A thật. Thời gian còn rất nhiều để vòng lên A. Nào mở cửa đi hiệu trưởng ơi, mở cửa trước khi thằng học sinh của hiệu trưởng lên trên khu vực bom xe A quá nhanh. Thôi xong rồi, C4 sẽ là thành công mà thôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nghe thấy rồi. Bây giờ thì Rain xử lý, ui ôi lại còn lửa ven à. Lộ tiếng. Nhưng mà góc này thì có vẻ như Brolin sẽ là người đẹp hơn. Brolin sẽ nhìn thấy trước và đây rồi. Và chiến thắng thứ 14 dành cho bên phía của team Fnatic. 14-4, khoảng cách 10 round đấu được đưa ra. Rất rườm rà đến từ hiệu trưởng Rê. Quá rườm rà.
Round thi đấu sau sẽ là round thi đấu yếu tiền. Không, là một round thi đấu mua được đến từ Face Clan. Họ mua quá nhiều rồi. Vì lao đến từ đặc biệt của Fnatic và kia bị đổi được mạng Golden sau khi anh ta có mạng của Rain. Tràn vào bom sai A đến từ các thành viên của Fnatic. Tuy nhiên thì không, họ đang muốn đánh vào khu vực Ram chăng? Chiếm được Ram rồi, ZW đang giữ được khu vực B Ram. Mọc ngược lại đến từ các thành viên của Fnatic và có một người giữ lại khu vực này, đó là Kirby. Kirby sẽ là một key player trong round thi đấu này. Không, đổi vị trí, móc hẳn ra khu vực outside các thành viên của Fnatic. Ôi, rất thạch não nha, phi rất nhanh vào khu vực B Ram, nhưng sau đó thì lại bóc ra khu vực outside. Muốn set bài để cắt đôi khu vực A long hay không đây? Greed from the hood. Đây sẽ là một round đấu rất căng não và nghẹt thở. Rất kỹ nhưng Brokey có mạng Roland rồi. Lợi thế hơn người bây giờ thì đang thuộc về FaZe Clan. Liệu họ có biến thành round thi đấu thắng thứ 5 dành cho mình hay không đây? Họ mà thua round này thì họ thua luôn trận đấu này. Rất căng, vẫn chưa hề có động thái nào đến từ các thành viên của tính cả. Và Flusha vừa kết thúc đi Kirby. Lợi thế hơn người rồi, bộ đôi của bên phía team FaZe Clan. Sự lựa chọn của họ là gì đây? Rất khó. À, ôi rồi lại còn bị xiên vào người nữa. Thế này thì cửa nào cho FaZe Clan để thắng được đây? Đặc sản. Đặc sản của Fnatic. Đó chính là cầm sao chim người. Và Nico có double kill. Nico sẽ phải xếp cái khẩu ốp này thôi. Đã lộ vị trí rồi, Flasha nghe thấy. Liệu Nico có xếp đấy không đây? Đó là chiến thắng thứ 15 dành cho các thành viên của bên phía team Fnatic. Đây sẽ là round thi đấu cuối cùng nha anh em. Một round thi đấu có vẻ như là yếu tiền rồi. Đã thua rồi lại còn bị stream ạ. Cay thật sự. Mất hết. Có lẽ trận đấu sẽ kết thúc đây thôi. Sẽ không có cơ hội nào dành cho các thành viên của FaZe Clan nữa đâu. 2-0 dành cho Fnatic là điều chắc chắn. Tôi biết mà. Như vậy thì Fnatic chỉ cần giành chiến thắng 5-0 tài thôi là họ đã kết thúc được trận thi đấu này rồi. Kết thúc luôn. Và từ lúc tôi đi cắt đến giờ, cứ trận nào tôi cắt FaZe Clan bắn map nút là y như rằng FaZe Clan thua một cách bạc nhược. Không hiểu là tại sao họ vẫn tự tin pick được cái map này. Nhưng đây sẽ là cơ hội để lên với round thi đấu thứ 5. Lên được hay không? Tôi nghĩ rằng là không. Có một quả smoke, cùng với đó là hai khẩu M4, một khẩu Famat. Cơ hội sẽ là rất khó nhưng Golden, Golden lộ vị trí và câu ra là hạ cùng đi Golden rồi. Cân bằng về người. Tuy nhiên thì với cái tham minh trả lửa như thế này là đã lộ vị trí tất cả thành viên của FaZe Clan. Brolin sẽ đặt được bom thành công mà thôi. Green Z đang ở khu vực nhà kính và câu ra là hạ gục đi Brolin rồi. Có thể retake được nha. Hơn người dành cho FaZe Clan nhưng JW bỏ thế này thì chí quá. Câu ra không check lại rồi. Lại chìm rồi, lại chìm chuột rồi. Thôi đây anh rồi. Ơi. Lại chìm chuột tới từ JW. Câu Zera sẽ rất cay. Câu Zera sẽ rất cay trong trận thi đấu này. 1v1 và Green Z yếu máu. Nhưng không có kit tới từ KGB. Tỷ số sẽ là 16-4 dành cho các thành viên của bên phía team Fnatic thôi. Một viên duy nhất, viên cuối cùng. Viên cuối cùng của băng đạn. Cứ phải thắng kiểu này cơ, cứ phải cầm dao đâm người ta mới chịu được. 16-4, trận đấu 2-0 quá dễ dàng dành cho Fnatic trong game thi đấu này. Nico trầm cảm rồi, cầu giải đà chắc cũng thế. Vâng, như vậy thì game thi đấu này của chúng ta rất nhanh chóng. 2-0 dành cho bên phía team Fnatic.
Một trận đi đấu có lẽ là chúng ta cũng đã nhìn thấy trước kết quả sau map thi đấu đầu tiên rồi. Và một nửa diễn biến của map thi đấu thứ hai thì mọi thứ đã sáng tỏ. Và như vậy thì buổi livestream ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Mình là Caster Mapper cùng với Caster Tích Chủ Minh. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi game thi đấu vừa rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối ngày hôm nay với những lượt trận thi đấu tiếp theo ở giải thi đấu ESL Pro League Season 12. Ngay bây giờ thì có lẽ là xin chúc các bạn ngủ ngon. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối nha anh em. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.